Sáng nay 27 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. đã có buổi họp với lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt về xác định nguyên nhân gây lún đất và nứt tường nhà tại đường Nguyễn Văn Trỗi và Trương Công Định, Đà Lạt. Cùng tham dự buổi họp có đại diện Công ty Tư vấn Kawasaki Nhật Bản và Khoa mỏ địa chất Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp, lãnh đạo một số sở ngành liên quan đã báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình lún đất và nứt tường nhà của các hộ dân đường Nguyễn Văn Trỗi và Trương Công Định, phường 2 Đà Lạt. Theo đó, ngày 26 tháng 4 đã có 13 căn nhà bị nứt tường, trong đó có 11 căn nhà đường Nguyễn Văn Trỗi và 2 căn đường Trương Công Định, Đà Lạt. Trong đó, vỉa hè trước 11 căn nhà giáp đường Nguyễn Văn Trỗi có hiện tượng xé vai, khoảng hở trung bình khoảng từ 2 đến 3 cm. Riêng trong sáng ngày 27 tháng 4, đã ghi nhận thêm 2 căn mới có hiện tượng nứt tường. Đầu tiên là nhà 25 là nặng nhất, xé nhà ra mới bị sập rất nhiều. Xong đến cái nguyên cái ba nhà này là đều một lô 27, là nhà bác Hoàng Vũ này, bên giữa là nhà cô, bên kia là nhà bác Nguyễn Tiên Duyệt. Nhưng mà đằng trước nhà cô đã mã hàng điện nên là nó có cái đường lề này này, nó sập, nó tách hẳn bên cao bên thấp. Đấy, ngay cái hè cái hành lang ở đường chính này là cũng bị nứt theo hàng gạch. Ngày hôm qua là nặng nhất, công an tới coi thấy nứt thêm, bây giờ cô phát hiện ra chỗ vút này cũng nở ra thêm. Điểm đây, rồi điểm trước ta ly này, rồi trước dốc đây, rồi sau bếp nữa, sau bếp nãy. Sau khi xảy ra sự cố, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ chiều ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tiến hành cấm các loại xe ô tô từ 4 chỗ trở lên lưu thông qua đoạn đường này, bố trí lực lượng túc trực theo dõi phân luồng giao thông tại khu vực, đồng thời tiến hành vận động di dời các hộ dân bị ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm, chỉ đạo các hộ dân có kinh doanh dịch vụ, nhà hàng khách sạn không được đón khách du lịch, tiến hành khắc phục tạm thời những vết nứt cho các hộ dân. Trong sáng ngày 27 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng tiến hành cho khoan lòng đất để kiểm tra hệ thống cấp thoát nước tại khu vực này. Tại buổi họp, đại diện Công ty Tư vấn Kawasaki Nhật Bản và Khoa mỏ địa chất Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích nhiều phương án để xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng lún đất và nứt tường của các hộ dân tại Đà Lạt. Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã nỗ lực khảo sát, thu thập thông tin để có biện pháp xử lý kịp thời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp cung cấp những thông tin cần thiết cho Công ty Tư vấn Kawasaki Nhật Bản và Khoa mỏ địa chất Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh thuận tiện trong quá trình khảo sát. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục hỗ trợ người dân trong khu vực, động viên tinh thần để người dân yên tâm khắc phục sự cố. Nứt đất đây là hiện tượng bất thường. Bất thường bởi sao? Tại vì từ trước đến giờ chưa có bao giờ ghi nhận trong cái điều kiện này để chúng ta xác định đó là bất thường. Cho nên là chúng ta còn tiếp tục phải xác định. Cái vấn đề thứ hai đó là qua những nguyên nhân mà hôm qua nay chúng ta nghi ngờ và qua thông báo trở lại thì xác định mấy cái nguyên nhân mà chúng ta nghi ngờ hiện nay. Thì chúng ta lợi bỏ khu vực này để chúng ta có một cái cư trú xác định lại. Cái vùng ngay trung tâm thành phố Đà Lạt đường Nguyễn Văn Trỗi thì hoàn toàn không nằm trong cái đới nứt gãy trong cái kết cấu về cái đất giữa cái kết cấu nứt gãy giữa Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Thì đây là một cái nguyên nhân quan trọng để chúng ta xác định về mặt địa chất. Cái như là không nằm trong đới nứt gãy. Ngay sau buổi họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các đoàn công tác của Công ty Tư vấn Kawasaki Nhật Bản và Khoa mỏ địa chất Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đã đi khảo sát khu vực lún đất và nứt tường của các hộ dân bị ảnh hưởng để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục. Chi tiết về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp tục thông tin về sự cố lún đất gây nứt nhà tại Đà Lạt. Tối hôm qua 27 tháng 4, sau buổi họp với lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện Công ty Kawasaki Nhật Bản, Viện Vật lý Địa cầu và Khoa mỏ địa chất, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân gây ra sự cố lún đất gây nứt nhà tại Đà Lạt. Chiều hôm qua 27 tháng 4, các ngành chức năng của tỉnh, thành phố Đà Lạt được sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia đến từ Công ty Kawasaki Nhật Bản, Viện Vật lý Địa cầu
và khoa mỏ địa chất, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế sự cố nứt đất của các hộ dân tại khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi và Trương Công Định, thành phố Đà Lạt. Qua xác minh và nhận định ban đầu, có hai nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng lún đất và nứt tường nhà của các hộ dân. Đó là do địa điểm này trước đây, từ khu đất trống, có dòng nước chảy tự nhiên. Qua quá trình di cư, sinh sống, người dân đã san ủi mặt bằng để làm nhà. Vì thế kết cấu nền đất yếu, cộng với những ngày qua do thành phố Đà Lạt có mưa lớn, nước thấm dần, tạo thành mạch nước ngầm trong động đất. Nguyên nhân thứ hai cũng được xác định tại khu vực này, cách đây 60 năm là một bãi rác lớn. Người dân đã lấp đi để xây nhà, nền đất yếu, nên khi gặp mưa nhiều đã tạo những dòng chảy tự nhiên, gây nên lún đất và gây nứt tường nhà. Sau khi phân tích nguyên nhân của các đoàn chuyên gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm Hết cho rằng đây là sự cố bất thường chưa từng xảy ra ở Đà Lạt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành tiếp tục theo dõi, xử lý tạm thời những vết nứt để tránh tình trạng trời mưa ngấm vào khe hở, gây nứt đất. Bố trí lực lượng túc trực 24/24 và sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn tại khu vực trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng chú trọng công tác quan trắc để kịp thời phát hiện nguồn nước bị rò rỉ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, dù đã xác định nguyên nhân ban đầu, nhưng công ty Kawasaki Nhật Bản, Viện Vật lý Địa cầu và Khoa mỏ địa chất Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động lắp đặt các thiết bị thăm dò, quan trắc để hỗ trợ Lâm Đồng xác minh bằng các phương pháp khoa học qua việc khoan thăm dò địa chất, kiểm tra các công trình xây dựng xung quanh để có biện pháp khắc phục kịp thời và giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng trên 300 nghệ nhân và động viên đến từ 12 đoàn thuộc các huyện thành phố trong tỉnh và đông đảo nhân dân địa phương vẫn có mặt để tham dự lễ khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2017.